xem ai dắt này lên vô chửi hắn không. Mình nghĩ suy nghĩ thì mình cũng nên đổi lại cái bản ngọc tí, đổi hạ này đi cho nó trâu, này về sau nó mạnh mà. Với lại dắt giờ mới remake lại nó cũng gớm lắm rồi, cần phải cầm cái giống như cái này là mình cầm cái ngọc quá khứ tới giờ luôn các bạn. Giờ mình đổi lại thành cái này đi, cho dắt nó trâu hơn tí, cho nó nhiều món nó trâu trâu tí. Dắt vốn nó mạnh lắm rồi, giờ chỉ cần cho bò thôi, cho bò. Nói chung là đánh nhấp nhã dắt ngon á. Để coi bên kia như này, bên kia mà tay dài thôi chịu rồi. Bắt thằng AD đánh hai thằng này, ba thằng này sát thương chủ lực nè, hai thằng này cấu rỉa này kia thôi, thằng này thì lên full phép thì nó hơi mệt á. Nói chung để xem như nào.